Hôm nay công ty điện máy Tân Bình xin giới thiệu dòng sản phẩm chuyên dành cho bếp nhà hàng, loại tủ đông, tủ mát bằng inox, có cửa mở ra, phía trên mặt bàn chế biến thực phẩm. Phía dưới là tủ lạnh trữ thực phẩm. Đăng ký kênh để xem những video mới nhất, liên hệ số Zalo trên màn hình để được tư vấn. Quý khách truy cập website dienmaytanbinh.com.vn để tham khảo hàng ngàn sản phẩm giảm giá mỗi ngày. Tủ này có hai loại, kính và loại cửa inox. Nếu là tủ mát thì nhiệt độ từ 2 đến 8 độ C. Nếu tủ đông thì nhiệt độ từ âm 5 tới âm 15 độ C. Tủ có kích thước chiều dài 1,2m, 1,5m và 1,8m. Đây là dòng tủ không đóng tuyết. Bản điều khiển bằng điện tử, bên trong tủ chia thành hai ngăn để lưu trữ thực phẩm được nhiều hơn. Mặt bàn bằng inox khá chắc chắn, quý khách có thể bỏ thức lên mặt bàn này để chặt thịt. Còn có một số mẫu tủ như thế này, nhưng có khay phía trên, người ta hay gọi là tủ salad, tót, thường dùng chế biến bánh pizza, salad, trưng chè các loại. Trên màn hình là những dòng tủ mát salad, cũng có ngăn lạnh bên dưới. Ngoài ra, công ty điện máy Tân Bình còn cung cấp các dòng tủ mát trưng bày nước ngọt, trái cây, bánh sinh nhật, trưng bày thịt tươi, những dòng tủ mát hai cánh, ba cánh, tủ sâu cây, thiết bị bánh kem, bánh sinh nhật, thiết bị quán cà phê, trà sữa. Với hơn 12 năm trong ngành điện lạnh, là đối tác tin cậy của nhiều chuỗi siêu thị trên toàn quốc, chúng tôi tự tin cung cấp cho các bạn những sản phẩm tiêu chuẩn tốt nhất với giá thành rẻ nhất, dịch vụ hậu mãi chu đáo. Công ty điện máy Tân Bình chuyên cung cấp thiết bị cho các chuỗi siêu thị thực phẩm, các chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh, nhà hàng lớn nhỏ. Công ty có đầy đủ các dòng tủ đông, tủ mát trên thị trường. Ngoài ra, công ty còn nhận sản xuất và lắp ráp tủ theo yêu cầu, lưu số điện thoại chỉ cần và đừng quên chia sẻ video cho mọi người cùng biết nhé. Ở đây, chúng tôi có tủ đông, tủ mát, máy làm kem tươi, máy làm đá, máy pha cà phê, máy bán hàng tự động. Máy lạnh từ 1 ngựa đến 20 ngựa, vừa có hàng thanh lý và có cả hàng mới 100%, tất cả sản phẩm công ty bán ra đều được bảo hành 12 tháng. Giao hàng tận nhà toàn quốc, cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa tận nhà và cho thuê tủ các loại. Quý khách truy cập website dienmaytanbinh.com.vn để tham khảo các dòng sản phẩm tủ đông, tủ mát.